quán cho thầy các bạn. Thưa thầy và các bạn, đây là trang giao diện của trang khách ạ. Logo trong quán, logo khách. Em lấy logo của trường. Vâng. Sau em đang xem tự lệnh tự làm đấy. Rồi rồi. Tự tra cứu điểm hay sao? Cái này là yêu cầu nhập vào số điện thoại, nếu mà không nhập, nếu mà số điện thoại tồn tại trong cơ sở dữ liệu rồi thì nó sẽ lấy về, còn nếu không thì nó sẽ xuất ra thông báo lỗi. Còn là khi người dùng mà để trống thì tìm kiếm này cũng sẽ hiển thị thông báo lỗi chỗ này. Đây là số điện thoại lấy về, nó sẽ lấy về điểm thi của lý thuyết này, ngày thi và trả lời kết quả. Điểm thi, ngày thi và kết quả. Em đừng ghi là qua, em ghi là đạt đi. Đạt, đúng không? Đạt đi, qua. Vâng. Dạ. Điểm thi và kết quả này. Thưa thầy là điểm thi ở đây là nếu mà em xét cho một trường hợp nếu mà lớn hơn 50 thì nó sẽ là đạt. Còn nếu mà nhỏ hơn 50 thì nó sẽ là em trượt. Nhưng mà về sau giả sử là trường thay đổi chính sách xảy vậy. Trên 60 qua thì nào, mới làm thì nào? Sửa cốt không? Sửa cốt à? Không nên. Theo thời gian nhá, để ở trong online này em phát triển chức năng cấu hình hệ thống. Đấy, tức là em cấu hình là gì ạ? Điểm tối đa bao nhiêu là điểm đạt, à, tối thiểu bao nhiêu là đạt. Đấy, thế mà em lưu ở trong database. Trong database em tạo bảng là để chứa những thông tin hoặc trong XML cũng được, hoặc là JSON, hoặc trong Python. À, thì để về sau ví dụ như là nhà trường thay đổi trên 60 mới giảm là thì em có thể là vào đấy em cố định lại, em tạo ra cái biến đấy toàn cục ấy, thì nếu em để như này mà sau này thay đổi gì toàn cốt sửa thế sau này em không học nữa thì ai biết đâu sửa cái gì em sẽ phát triển theo cái tính tôi sửa cốt được, đúng không? Đấy, cố gắng làm sao người dùng người ta càng lợi nhiều nhất nhưng mà mình phải làm nhiều hơn làm sao để mà sẽ tốt nhất người dùng. Thế đây là cái điểm này có thể học kỳ không? À, điểm thì mình có, nếu mà có nữa thì em sẽ, bây giờ thì em sẽ thiết kế thêm một cái là nếu mà điểm thì em học kỳ. Một là điểm tất, hai thì không từng học kỳ một. Đúng không? Đấy, chứ nếu mà điểm thì không thì em sẽ thêm một cái là theo từng kỳ một. Từng kỳ học tất cả luôn, thì phụ huynh nó phải xem luôn. Thế thì em từng kỳ này kể cả cái sinh viên tra cứu được gì? Sinh viên và phụ huynh đều tra cứu được ạ. Cứ phải trong số điện thoại là tra cứu được. Ở rất nhiều trường đại học thì cũng những cái ý tưởng này họ đã làm, nhưng em nhận thấy rằng khi mà để sinh viên và con sai và tra cứu điểm rất nhiều khó khăn, bởi vì họ có thể không biết được mình phải tra cứu ở đâu, tìm những cái gì. Thì ở trên đây có menu của chúng em là ngoài phần tra cứu, phần tin tức của trình phòng của đội ngũ giảng viên, họ chỉ cần click vào thì tự nhiên sẽ nhận phần ý nhất cho người ta sẽ tìm hơn. Đó. Phần liên hệ thì chúng em sẽ có phần liên hệ sẽ của chúng em có phần tên và Gmail, số điện thoại và sẽ nội dung đây là để cho phụ huynh học sinh có thể phản hồi ạ. Cái này thì bọn em chưa làm chưa hợp rồi. Bây giờ giới thiệu các chức năng khác liên quan đến sinh viên này. Làm thế nào nhá, bây giờ thầy nói đơn giản là làm thế nào để giáo vụ họ để quản lý được các học viên mới khi mà cái ở phần giống ở phần về học viên thì em chưa có, và bây giờ em ở trang admin này thì em mới chỉ là phân quyền cho quản trị là toàn quyền và giáo viên và giáo vụ. Em nên tập trung nghiệp vụ trước, nghiệp vụ chưa làm thì phân quyền nhưng không nghiệp vụ thì không thể làm gì, đúng không? Nào bây giờ thử là minh họa phân quyền. Cái này là sẽ chưa nhập được thông tin học viên à? Chưa thấy, chỉ có là nhập được kết quả học tập, lấy kết quả học tập của học viên lấy về, đưa lấy về xin. Toàn bộ của học viên có cập nhật thì là cập nhật các cái phần điểm thi, ngày thi, kết quả không cần cập nhật bởi vì là nó sẽ tự trả về. Ở chỗ này thì nếu mà người dùng mà nhập quá 100 thì nó sẽ xuất ra thông
nếu mà lần một mà đã 60 là đạt rồi đúng không, sao lại một lần hai nữa em báo nói chứ lần một 60 là đạt được gì đó. Cái này thì nếu mà thì em nếu mà phát triển thêm nữa là nếu khi nào đạt rồi thì sẽ còn đi đạt rồi thì đây rồi đi không nhập nữa. Đây thì nó có cái chọn này. Nếu mà em kích vào không hiển thị thì nó sẽ không hiển thị ở trên ở ngoài trang chủ, còn kích vào hiển thị nó sẽ hiển thị ở ngoài trang ngoài trang chủ. Nhập nội dung chắc chứ nhớ nhá, không được chết trùng, không được trùng tên nó mã nó long nhá, không thì long ở biết một hàng được chữ mã long ạ. Cho một số từ tăng và chuỗi tập chuỗi vào nhiều, còn gì nữa không?
ở chỗ phần quản lý tài khoản này ạ. Mật khẩu đó. Mật khẩu thì nếu mà quản trị viên mà nhìn thấy mật khẩu hết thì nếu họ nghỉ mất thì biết làm thế nào. Mình phải nhìn nó là có mã hóa mật khẩu. Có, em có mã hóa mật khẩu rồi. Có mã hóa mật khẩu. Đây là khi người dùng sẽ tạo tài khoản cho user. Chỗ này thì nếu mà tài khoản này nếu mà chưa được khi mình cấp thì mình sẽ là tài khoản họ chưa được kích hoạt thì họ sẽ không thể đăng nhập được, hoặc là họ khi họ nghỉ thì mình sẽ tắt cái đăng kích hoạt nó đi. Còn nếu mà người dùng mà quên thì mình sẽ báo với admin và mình sẽ reset được mật khẩu của họ. Vâng, đây mình sẽ tạo ra một mật khẩu mới. Ở chỗ này nếu mà mật khẩu cũ ở mật khẩu đăng ký mà trước đấy mà trùng thì nó sẽ xuất ra thông báo đó là mật khẩu chính xác, mật khẩu thất bại và mật khẩu không được trùng với mật khẩu cũ của trước. Đấy. Thiên về cái học kỹ thuật, ví dụ như là trùng mật khẩu cũ này, phải biết ở đây là cũng có một kỹ thuật mà nó tương đối khó. Đấy, là tuy nhiên thì sau khi mình đi làm thì là những cái nghiệp vụ, ví dụ như là phải quản lý được học viên tới và học coi được cái trường diễn biến của nó, thậm chí là tới chủ rồi. Rồi,
là để sử dụng hiện nay thì các cũng chưa có rất nhiều thứ khác. Bây giờ trong hè em đang muốn tích hợp cả code editor Facebook của đấy, nói lòng là đã thấy cái lòng đều được và đều là về tâm muốn đây là cái quán người này rất quan trọng với em trước khi em đi làm và cuối cùng thầy và lớp em có thể mong muốn là em làm sao để lại cái của họ sau khi học xong còn đây là cái một quà món quà để trở lại trường không thể vui vọng của em sau khi vào đây xong em vẫn tiếp tục làm tiếp phát triển cái web này thì trong hè mới sử dụng nhờ vì có được học hỏi cung cấp anh học học bên kia thì em bảo là làm tốt đến đâu thì em muốn sau này em vẫn đi làm và học hỏi thêm cái sử dụng chuyên môn tới đây có cần hay có không vậy em muốn dùng cái này với code editor thì nó sẽ tiện lợi hơn cho người code kiểu mà code vừa code thuần với cả tự code nhiều em muốn giảm thiểu code editor thì code editor mà lòng nó biết cái này rồi là code editor đó thì nó sao mà biết lại đấy có cái bởi vì sử dụng Facebook nó sẽ tiện lợi hơn so với mình được em dùng Facebook thì sao em đi làm nó sẽ là cao hơn thế nhưng mà vẫn là một phần là em biết đầu ấy để nó quen như vậy cái này thì em khi ở sử dụng cái tài khoản này thì em có sử dụng là các số khoản thì đấy thì cũng mong muốn là làm sao mà sau khi mà em học xong thì chỉ là cái bài học này của anh này để mà họ quản trị được sinh viên phục vụ cho công tác của mình cũng như đào tạo được để muốn là đi hỏi vào là tốt thì nếu mà thì bên người sẽ cử các quý quý thì em biết là anh ấy học về sau khi để sau khi nhé và long xong long nghỉ rồi có tốt nghiệp rồi thì quý sẽ tiếp nhận lại cái này nếu làm long quý đều là những người yêu quý trường lớp và kỳ vọng cố gắng nhé thì nghỉ